quay chừng nào mà hết cái số này nói chuyện thiên cơ trên clip này nè, với mấy ông lão thành mà ngồi bàn đó, lấy văn tự ra mà bàn nha. Rồi như nói thiên cơ với mà mượn đó, gọi là mượn vô hình đó để xưng cái này kia, nói coi còn được nhiêu, tao có hết năm nay, coi qua sang năm còn nha. Tao cũng gán mò tao coi, tao coi coi còn mấy cái số này còn lại không. Ừ. Còn đi rồi cái bắt đầu kéo nắm đầu biết sao không? Thôi bây giờ nè, thôi được, cho máy bay quậy hết năm nay đó. Giờ tao nói này rồi mày đi quay rồi mày để ý nha, để ý cái lời nói nha. Bây giờ chưa có nhưng mà tao nói trước nè, tao nói rồi tới chừng đó mày đi kiếm. Ê, tao nói đi rồi mày đi. Đó, giờ hết năm nay có cái số đó còn không? Rồi được, còn chút đỉnh nữa, còn phần nửa phần gì đó. Rồi đây nè, tới năm 25 đây tao lôi đầu hết trơn, chúm nhau lôi đầu ra xong cái tắm chơi. Nó nói cho mày biết gì, qua năm 25 đi, lôi ra xong cái hết. Tao để mặt, tao để ý mặt hết rồi đó. Nếu chết thì thôi nha, miếng thằng nào mà chết thì thôi, mà thằng nào còn sống là phải đem lại xong cái hết từng tắm cho mát, được không? Hôm nay chứ năm ta ở đây nè, rồi năm tới về thấy nắng còn cực kỳ nữa. Nắng mà ra xong cái tắm chứ đừng nó tắm ở trên bờ mà nổi nữa. Nói, tao nói cái này là phọc nó kêu gầu đó. Rồi năm tới đây nhiệt độ ha, nó thật cái bay đó ha, nhiệt độ nè nó tăng lên nè. Lâu đầu hết trơn rồi, lôi thằng mấy này nè, sưng hô gần chợ trơn ha. Lâu ra xong cái cho mày tắm trận, tắm cho mày chết mẹ bé trơn cho mày nói. Nắng như vậy mà ta chỉ còn hỏi mà trời ơi mà. Thôi được rồi, nắng gì được rồi, năm nay đó cho còn thở được để còn xài máy lạnh đồ, tao kêu án nè, cái này là tao nói trước đó, qua sang năm khỏi xài máy lạnh, chạy ra ngoài có cây kiếm có cây nhậu, còn thành phố nó thở như chó, như chó là lử, xài máy lạnh chứ chịu không nổi luôn. Máy lạnh lạnh nhiêu độ, máy lạnh nó có dám làm không độ không, nó làm dám mà đóng băng con người mình không, mà chống lại khí hậu. Rồi nè, núi tuyết nó tan xuống, mẹ thấy tuyết mà tuyết trời xanh mà. Nè, năm tới đi, rồi khoa học nó kêu nè. Khoa học nó kêu chứ không phải là tao nói đây nè, khoa học nó kêu cho nghe. Năm tới nè, hang bước qua năm 24 này rồi, núi băng, núi tuyết ở trển nó tan ha, nó thật rồi ha. Rồi qua tới năm 25 đó ha. Mấy bà đừng quay cái này nha, nên nó chữ thứ bà. Chưa có tới, tao nói chưa có tới, tao nói trước chứ, tới tao nói gì chi. Rồi cái núi tiết, rồi cái khoa học nó kêu lên, nó chiếu lên bay núi tiết nó mộng dần luôn. Thì nghe nói gì mấy hôm nay xài thuốc của thuốc bắc này thì dì thấy sao? Có gì? Xài thấy đỡ nhiều lắm, mấy bữa đó nhức đồ này kia, nhức khớp, nhức đầu gấu rồi nè. Mà xài đâu cả tháng nay rồi hết rồi. Xài im lắm, còn một hai lần mà còn để dành là không dám uống nữa. Nó hay lắm. Thì con nghe nói là lúc trước hình như nghe nói là gì nhức dữ lắm mà đi không nổi luôn hả gì? Nhức hai cái đầu gấu á. Ở đây thì ở đây thì gia đình của Thành ai cũng sử dụng hết trơn quý vị. Chị chiên chị và thằng kinh tọ hay là hốc gì để điểm rồi xương khớp này kia. Đó. Thì thuốc này đó thì Quốc Thành chỉ bán giùm thôi, một cặp nó là 300 ngàn, 350 chứ, 350. Thì nếu mà ai mà có mua đó thì cứ gọi điện thoại Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị. Thì số điện thoại thì Quốc Thành sẽ đọc ra cho ai, những ai không biết chữ đó thì mình sẽ đọc là 0333304424. Thì sẽ gọi gặp Quốc Thành, Quốc Thành sẽ tư vấn thêm cho quý vị. Mấy cái biển của mình, bốn biển của mình, cái biển băng chứ không phải là nói núi băng đâu, núi băng thì nói rồi. Cái biển mà biển băng luôn, cái biển băng rồi đó là quanh năm là mình đi ngang biển, bởi vì cái biển đó là không bao giờ mà nước mà mình đi mà được hết, chịu lạnh rồi đó ha. Rồi chịu lạnh rồi đó là quanh năm suốt tháng là nó như nước đá, mình đi qua đi lại đi bình thường. Cái biển băng á. Rồi đây nè, khí hậu nó càng ngày nó hạ độ xuống, rồi càng ngày càng nóng nó lên, một nóng biết nhiêu không? Cái chỗ đó nó nóng có thể là 1000 độ. Nó nóng luôn xuống cái đại biển băng á. Nóng nó tan. Nó tan rồi nữa cái biển nó không biết nhà nước kêu biển gì, bây giờ là kêu biển băng. Núi núi tiết biển băng hiểu không? Cái núi tiết nó đổ xuống đó nó đóng băng. Là kêu Bắc Cực á.
Ồ, nước đá không à. Mình đi lên biển bình thường muốn bắt cá, mà cái biển đó là cá như là mấy cái loại cá mà nó chịu lạnh, nó ở đó, cá da trơn rồi đó. Kêu là cái con cá da trơn rồi nó không có dễ, nó chịu nổi. Rồi như con chim cánh cụt rồi nó ở, chứ con khác đâu ở được. Đó là loài chim cánh cụt, nó ở cái biển băng. Rồi nó khi mà chỗ nào có băng, nó lặn xuống nó kiếm cá nè. Cái con chim cánh cụt nó ăn cá. Mà đó là cá bự bự không, cá chịu đựng sức lạnh đó. Người ta nói tại là tao người dốt, rồi tao nói đại luôn, rồi bay học thì đi câu. Rồi nữa cái biển băng đó mới tan ra, nó mới chảy qua bốn cái biển của mình. Không? Nó nóng sau này, nó nóng rồi tới cái biển Đại Tây Dương luôn. Nóng ở dưới cái lòng đất chứ không phải nóng trên mặt biển. À, như là ngọn cái chuyện vô nước sụp sôi rồi. Nó mày kê giảng vô chi vậy, mày kê trúng chữ nữa. Nó nói đừng có kê giảng, tao nói vậy đó, tao nói đại vậy đi. Rồi chừng đó có đi, mà chừng đó không biết tao còn sống không, có chứ không. Tao nửa năm 24 rồi xuống núi rồi, tao không có ở đây. Chúng nó để chị không? Con xuống núi tao hẹn tôi lãnh ra giùm nào. Mà tôi đột ngỏ mà tôi nói cho biết. Tao xuống núi là tôi kiếm ông tôi lãnh với ông Ba Thành đó chứ. Ông Ba Lão Thành đó, ông đó chữ tao đó. Với ông Sư Minh Đạo rồi mấy cái ông mà chữ tao với ông Chí Trung biết còn sống không biết. Ông Minh Đạo chắc còn. Ông mà kéo giùm nào gà, tao hỏi mấy ông nói sao, giải thích cho tôi nghe. Đó, bây giờ mấy ông trả ơn cho ba gia ba tám xong chưa ha, trả lại cho mau, con đục bỏ xương còn tôi lãnh sao, thiên cơ làm sao, giờ này làm sao, giờ không biết ngày nay là gì không, chờ đâu tao xuống núi đi lôi ra hết trơn nè, mấy thằng này đi tao để ý trơn, còn mấy con mà xưng nè tao lôi ra dầm nao chứ tao không ấy đâu, tao xuống núi tao đi lại dầm nao đó. Trời đó, tao đi không có gì quê. Xuống núi vùng Long Xuyên nè, tao ở vùng Long Xuyên này nè. Quần tao kiếm mấy người này mới được. Thằng nào chết thôi, nào còn sống. Và tao quất còn mấy cái người mà xưng hô này thôi sao. Bây giờ trả lời cho tôi một câu. Không được tao đục cái mỏ hết trơn này, mà coi tao quýnh lạng đã. Giờ đó nhà nước cũng bắt tao rồi. Bắt vậy, mấy ông xử không xong để tôi xử mấy tớp này. Quá trời rồi, lên mạng đi. Chữ người ta bình luận chữ đậu hòa hảo không à, bởi vì lý do gì ta không nói văn ra chữ đậu hòa hảo, thầy đâu biểu mình nói đâu, thầy nói cái gì nói cái chỗ mình biết thì mình nói ra, còn chỗ mình biết mình đừng nói, đừng có đem giảng ra rồi nói rồi bàn luận bậy bạ chúng chữ thầy. Thầy dặn rồi, theo giáo lý đi, theo giáo lý học cho gành đi, còn muốn thiên cơ thì phải học nè học cái gì, tu hành theo dõi tới mây xanh, biết mây xanh là cái gì ở chảnh không mà đi nói. Thầy gậy trơn mà cứ nói tôi đã tao đục mỏ không nói rồi, tao đục mỏ không cho biết thôi, giật miên hoài giật miên cái đâu mà giật miên, tao trên này tao sống đi mà giật miên đó, cái nó giật miên rồi ông nói tới tháng 10 gì nữa kìa, tao không có nghe ông nói nữa tới tháng 10 gì tới nữa rồi. Mẹ đây nè, mấy ông nội súng nói năm mẹo năm gì đó ha, này kia đó, rồi đây nè, năm mẹo này mà bình thường như vậy rồi ha, dân chữ hòa hảo không á, mày bày qua tới ha, chưa ấy đi, tao về dầm nao đục mỏ mày bày hết cho biết. Mấy ông Lão Thành ba bốn ông bàn, trời ơi bàn ông này dứt rồi đem ra cãi ông này hơn ông này gì tùm lum hết trơn, rồi giỏi gì mà đều không biết mấy ông đó còn sống không, cũng nhiều khi nội mấy ông già này ha, nó già nội chịu khí hậu này không cũng đất đứt hơi nữa, khỏi cần đau chết thì nắng qua chịu ngợp thở chết, nửa nắng ngợp thở chết. Bây giờ nắng mà bây giờ nó nắng mà nó ngợp á, gọi là nắng hay nắng ngợp chứ không phải nắng mà nóng ra mồ hôi như hồi xưa. Nắng này sau này phải đi ra mấy gốc cây này ngồi thở chứ không phải chạy vô mà trong nhà trốn ngợp thở chết à. Nắng bây giờ mà hồ nước thì điện gì cô chân đó cô hai. Ừ, chùa đâu. Chừng nào mà nước biển dân chừng 10 thước á. Nắng chừng nào mà nước biển á, đài nó kêu mà nước biển dân không bão lụt, không gió dông mà tự nước biển nó dâng lên cỡ 10 thước vậy. Cao hơn lúc nhà của mình nữa.
rồi nó mới tràn, nó ngay nó dâng lên á, rồi mới tràn tràn mấy cái vùng biển, mấy cái vùng ven này nè. Như giờ nè, như mà tràn biển Đông mình đi, dụ nước mặn nó, nước nó dâng lên đi, nóng quá nó dâng chứ không phải gì trơn á. Nó dâng cái bắt đầu mình đất nước Việt Nam mình mấy cái vùng ven biển á, mấy cái tỉnh đó nó mới tràn. Thấy không? Nó tràn mấy cái đó đó. Rồi nó tràn nó ngập mà không lũ không gì trơn mà ngập. Thì nó lạ là lạ, thì sau này lạ lạ cái đó là tại do cái hậu nó biến đổi cái hậu nóng á. Ừ. Thì thường khi là năm nay là lên 45 độ phải không? Ừ. Thì năm nay để kêu 45, rồi năm tới nó sẽ đăng 50 hay là 60 độ, nó nóng vậy đó. Rồi mình nè, rồi nước ngọt nó mới kiệt. Nóng quá cái hơi nước ngọt nó bốc lên. Rồi cái biển băng đó, biển băng nó mới chảy ra, nó tan xuống là vô bốn cái biển này rồi nó dâng. Không mưa không trơn mà nước biển nó dâng. Nắng vậy đó, mà trên thì khô hạn mà dưới nước biển nó dâng. Là nữa mấy cái vùng ven biển gì chứ coi khoa học chứ nó kêu là năm 30 này, 2030 này là cái miền Tây của mình nè. Là hạn hán lại lục lội. Lục nước biển á. Nó khoa học nó kêu mấy năm nay lại thì nữa nó vậy đó. Nắng mà lại là biển nó dâng lên thì khoa học nó cũng kêu rồi. Đừng có kèm mấy câu giảng bây giờ. Đây sắp lên đừng kèm câu giảng nữa. Không, đừng kèm. Bây giờ mình nói theo thực tế, theo khoa học đi. Rồi ta có nghe không nghe thôi, tới chừng đó thì ta liệu ta lo. Chứ đem mấy câu giảng ra mình điểm vô mấy cái thế gian này mình không phải như giờ nè, sự cố ví dụ bây giờ thiên tai. Thì cái vụ mà thiên tai là mình biết thiên tai vậy thôi, chứ đừng có đem câu giảng ra. Mình đem câu giảng ra mình kèm vô cái đó là người ta chửi chết à. Cái đó nhà nước ta cũng không chịu nữa. Mà cái đó là biết gì không? Nếu mà nó có thật đi, xâm giảng có thật chứ không phải là không. Nhưng mà mình đừng thấy thực tế rồi mình có biết đi, mình tu thôi. Ví dụ có biết cái chu kỳ là để mình tu tiến quá lên để mình giải thoát đặng. Một ngày nào đó tới mình thì mình vượt qua được. Đó là một người là chống chọi, vượt qua cái chỗ khổ đó ha. Thì mình vượt qua. Chứ mình đừng có đem mà như giờ gì đi. Như giờ mấy chỗ mà sụp đất đó, nếu mà cái người mà ở trên trước mà có long thần hộ pháp người ta lo thì ta báo trước rồi, người ta không có bị nạn như vậy. Phải không? Ta báo rồi chứ đâu mà ai để tới mà mất của hay là tai nạn gì. Cũng như cái gì cũng vậy, ta báo trước mình đi. Đó là ta chống được. Còn mình không có ai đâu báo mình thì mình bị sự cố á. Rồi tới chừng sự cố rồi cái đem câu giảng ra nói gì chi, không được. Cái gì rồi đừng đem câu giảng nói. Còn bây giờ cái gì chưa đó mình cứ nói mình lấy cái chứng từ khoa học rồi mình nói ra nó, chứ đừng có đem câu giảng tới việc rồi. Cũng như bây giờ cù lao như là nhà sụp không, cái đem câu giảng điểm vô làm chi vậy? Cái đó là không có được. Biết vậy thôi, biết cái thời cuộc hay là biết cái quả đầy địa cầu này nó sẽ như thế nào, nó già nó cẩu vậy thôi, thì nói theo khoa học đi thì ta không có chữ ông thầy nó. Còn ví dụ giỏi, người nào có giỏi á, ví dụ có thiên tai tới biết đó, biết trước đó là người đó mới hay, người đó là có trên trước người ta lo, ta báo cho mình là phải di dời hay già là phải là cái gì đó vượt qua cái mức độ đó, là cái người đó là có trên trước ai mà xưng. Đừng có bây giờ sự cố rồi cái bắt đầu đem ra bàn luận chứ vậy. Cái gì có rồi đừng đem câu giảng ra. Tu thì lo tu, chứ đem câu giảng ra là bàn luận là không có được. Là con ngự mình con ngự, trời ơi tới hiện tại rồi bàn luận đi làm về dẹp con bên liền. Thế bây giờ cô nói đây sắp lên nè, là nóng là khí hậu nó tăng, nó nóng hoài luôn. Bây giờ ngưng mưa đi, bây giờ ngưng mưa là trở lại khí hậu nóng. Nói cái đó là nói vậy đó, chứ đừng có nói mà đang sụp đất hay là gì cái đem ra bàn luận, đem câu giảng ra bàn luận. Câu giảng nè, nói chung ra giảng của thầy nói là cả quả địa cầu lận. Chứ không phải là nói một nước hay là không nói riêng một cái đất nước nào, mà không có nói mà một cái nhóm nào hết trơn. Thầy ai mà nói nhóm nhỏ nhỏ như kiểu sụp nhà, sụp cháy nhà, cháy cửa này kia đó, thầy nào mà đi nói. Ta nói là hết trơn cái quả địa cầu đó,
Bây giờ trong sấm giảng nói nè, ngày nay khổ chưa có mấy, ngày sau khổ bay hồn đó. Cái câu giảng này là bây giờ nè, cái ông nào mà coi giảng nên mà nghiên cứu nha. Thầy nói là trong hết trơn cái vũ trụ bàn nổi không, đâu phải nói là riêng một cá nhân, một cái đất nước đó, hay là riêng bây giờ riêng một cái cá nhân của cuộc đời của mình, hay là riêng một cái xóm đó, hay là riêng một cái làng đó, thấy không? Cái bị có một chút xíu cái đem câu giảng ra bàn, thầy đâu có nói chuyện đó. Thầy không bao giờ mà viết giảng ra mà để nói một cá nhân của ai hết, nói chung cái toàn cầu hết. Giờ thầy nói nè, niệm Phật cho tan chướng nghiệp nè, đó. Bây giờ nói là nói chung mà, nói cộng đồng nói chung mà. Đó, bây giờ tự nhiên mình nghiên cứu đi, niệm sao mà mình cho tan chướng nghiệp, thấy không? Nhưng mà thầy nói chung tất cả, đâu phải nói riêng mình. Nhưng mà cái chuyện mình tự mình làm cho tan chướng nghiệp là tự cá nhân của mình tan chướng nghiệp. Rồi bây giờ thầy nói nè, tu thì phải giải thoát, tu để giải thoát, thầy nói chung hết mà. Thầy nói luôn cái quả tiền cầu, chứ đâu phải nói riêng ông A, ông B, ông C, phải không? Rồi cái không cái đèm bàn luận ra. Rồi giờ tai quả cũng vậy, thiên tai nói hết luôn cái quả địa cầu. Như giờ nói tiếng sấm nổ đi, sấm nổ mình ơn mình hả? Bộ sấm nổ mình ơn mình hả? Như vụ nói tiếng sấm nổ đi, ủa? Nói hết mà, sấm nổ luôn, ảnh hưởng luôn quả địa cầu mình mà. Nó đâu có nói riêng một cái gì đâu mà không cái cái chút xíu cái đem câu giảng ra bàn, chút xíu đem câu giảng bàn, vậy rồi đâu chữ sao được. Sấm giảng này nói là nói chung cái toàn cầu, thiên tai toàn cầu nè, nói cái câu này phải toàn cầu không, phải không? Phải toàn cầu không? Bây giờ nè có quay không, chữ nè, chữ cái này gọi là chữ nè, chữ luôn, mấy cái ông nào cũng chữ hết trơn á, từ người nào cũng chữ cái chỗ này, đừng có đem riêng cá nhân mà bàn luận nè. Giờ nói tiếng sấm nổ đó là riêng một chỗ hay gì hả? Sấm nổ nổ cái vùng bảy núi này bị thôi, rồi xung quanh không bị hả? Rồi cả thế giới này không bị hả? Sao mấy ông bàn sao mà có nhiêu hả? Rồi nói giặc thì giặc toàn cầu, tới chừng đó bốn phương có giặc. Ủa thầy nói cái này là cái gì? Giặc toàn cầu phải không? Không phải giặc nước Việt Nam hay là nước Mỹ, nước Liên Xô nó đánh ngụ Vina cái đem câu giảng ra bàn. Rồi bữa hổm nè, con quỷ qua đậu má tao gặp mấy thằng bay đó, mấy cái con này nè, mấy cái thằng mà đem thiên cơ nói tầm bậy tầm bạ nè, tao chờ tụi bay, tao đem ra sông cá tao trấn nước cho bay uống nước chết mẹ nè. Con quậy qua ở ngoài á, Đắk Lắk người ta là khủng bố, gọi là nó một nhóm Trung Quốc, nó mướn mấy cái thằng dân tộc á, dân tộc thiểu số mình, dân thượng rồi đó, mướn đánh mấy thằng cán bộ chết bao nhiêu thằng đó, nó đưa súng cho mấy thằng đó dân tộc làm gì mà có súng. À, mấy thằng mà gọi là tàn quân á, bên Trung Quốc á, nó lựa mấy vùng ranh giới nó khủng bố, ta gọi là dân khủng bố. Con quỷ qua nó nói là giặc ở ngoài Đắk Lắk, con để ý mẹ không, tao trấn nước mà chết mẹ chứ giặc gì kỳ vậy hả? Vậy mà cũng nghe nó trên mạng, cũng nghe nó mấy đồ thứ ngu gì mà ngu bạc mạng luôn. Thầy nói một chút xíu vậy, cái đó là kêu bằng nhà nước nó khủng bố. Rồi tất nhiên mình nè, mình ngu, mình dốt nè, mình ham tiền nè. Rồi mấy cái thằng mà gọi làm loạn đó, mấy cái nhóm mà gọi làm loạn nó mới mướn mình, chứ nó ở xa làm sao lợi cơ quan mình được, phải không? Mấy thằng Trung Quốc nè, mấy thằng mà gọi là cũng ở bản nó khủng bố gì bản á đó. Bây giờ bị bắt hết trơn rồi đó, chết đâu nhiêu người đó, vô quỹ ban nó làm ta quỹ ban chết mấy thằng cán bộ bao nhiêu người lên mạng câu đó, con quỷ qua nó nói là giặc ở ngoài Đắk Lắk. Ngu không, người dân mình ngu không? Giặc ở đâu mà giặc, mà giặc nó là cái nhóm khủng bố nhà nước tao bắt hết trơn rồi, tụ tới bà nội nó ra nó khai là người ta mướn để dân nghèo mà, thấy không? Như mình đi, mình nghèo quá đi, kệ mẹ mướn là mẹ như mày thả gì đó, như mày thả nói mẹ đó, nói như mấy thằng đó như mày thả đi rồi giặc không, ông hay thả ông ngu còn hơn con bò, nó vô tù 13 năm đó. Bà Lisa đâu có suối ông đó, làm đi rồi bà cấp dưỡng cho cấp hồi nào, gia đình ông giờ ai cáp rồi, bắt đầu tan rã gia đình. Nó ngu không? Người có chí, bởi vì thầy nói nè, tu và phải có chí thì sung thì sướng ha. Tu thật tâm thì sao, đọc mấy câu giảng đi giùm đi, tu thật tâm mới được thảnh thơi, phải không? À, mình tu rồi mình thảnh thơi chứ mắc cái gì, còn tu giả dối thì lao lý đó mấy thằng đó đó.
con quậy qua nó nói là giặt đất lát để mẹ mày chứ giặt đất lát. Quậy qua mày kéo lên tao nói con nào sưng đem lại tao. Tao đập cho mày chết mẹ hết trơn cho mày nói tào lao bắt xén. Lên mạng nói vậy đó giặt ở đâu mà giặt. Mạng này lên là tới nước ngoài luôn, tao nghe rồi nói Việt Nam xanh giặt. Nói vậy nghe được không? Tao mà làm công an tao bắt mấy con này hết trơn giặt gì? Đem ra ngoài tao đập đầu mày luôn chứ giặt. Nói vậy nó lên clip nó nói là giặt ở ngoài đất lát á. Giặt ở đâu mà giặt, giặt, giặt là gì? Giặt là người ta đánh chính quyền là như đánh cái gì? Ta lấy nước hay gì mới gọi là giặt. Còn nó lấy nước được không? Bắt trời người bao nhiêu thằng đó. Trời ơi, mấy dân tộc tội nghiệp thiệt chứ. Mướn đó, nó lỡ nó mướn mình đó. Trung Quốc nó mướn hả con ạ? Mấy dân Trung Quốc cái bệnh đó, nó len lẩu vô nó mướn mình đó. Làm ngu hơn cái gì nữa rồi giờ bắt mấy đó nó khai ra. Thấy không? Bắt tội nghiệp phải không? Rồi vô tù ngồi ăn được nhiêu tiền như ông ấy đó, ông hay thả nó mẹ đi. Ở trên trên Tân Châu có ông hay phạ, ông hay thả. Thấy không? Dạ, bây giờ không sợ hả? Nó Tân Châu có ông hay thả ông ở cái xã gì đó. Đó, nghe lời bà Lisa đó. Bà Lisa giờ ai nghe bả nữa đâu? Lao không? Bà Lisa mới đầu ta nghe nhiều lắm nha. Với ông vậy? Ông về về ông quân gì đó, hai ông ở bên Mỹ á. Đó, khóa đáng không? Lên nói đổi tiền đồ nãy kia giặt giả nghe mới đầu nghe. Nghe cho dữ bây giờ bả nói là trúng chữ á. Ai nghe bả nữa. Rồi tới không có cung cấp qua Việt Nam đồng bạc nào, chân suối không suối xanh giặt. Ông hay thảo nghe lời đó ông xanh giặt đó. Thấy không? Vô tù ngồi 13 năm. Thằng cháu hai, thằng cháu thằng 6 năm. Thấy không? Thấy khổ không? Rồi bây giờ sưng mấy con sưng này nói tàu lao không à, vậy cũng nghe nữa, vậy còn khen nữa chứ. Cộng đồng mạng còn khen nữa, nói là đúng nữa. Thấy ngu gì ngu, thấy ghê vậy. Bây giờ chửi cộng đồng mạng à, chứ không có chửi mấy người đó là cái cá nhân của người ta. Cộng đồng mạng là cái thành phần đông, ngu hơn con bò nữa. Cộng đồng mạng vợ ngu lắm, mê u mê ám chứ. Nói là không đúng lý cũng nghe, mà không chịu lo tu, lo nghe không à. Nó cắm đầu nghe không. Nói chung ra giảng nói câu giảng của thầy là nói là toàn cầu, không có riêng cá nhân của ai hết, không có riêng một cái đất nước nào hết trơn, toàn cầu hết. Nó tiếng sấm nổ, trời ơi, nó tiếng sấm nổ cái đem ra bàn sấm nổ. Mình nên mình cái vùng bên núi thì chịu à. Còn cái toàn thế giới không ai chịu trơn hả? Không có. Không gì bởi vì cộng đồng mạng ngu như bò á. Thì sau này cái nào tới trước cái nào tới sau cô hai? Thì giờ nghèo tới trước đi. À, nghèo tới trước đi rồi tới đói. Nghèo đói rồi phải không? Ừ. Đói với nghèo sắp đến bây giờ thì nó sắp rồi. Thì cái đó sắp rồi. Sắp đến bây giờ rồi kệ chuyện gì nó tới nữa. Thì bắt đầu vô cái khổ, nghèo là tự nhiên vô khổ rồi rồi từ từ. Rồi khí hậu nè nó nóng nè, măng ăn không được. Măng ruộng thảy giống xuống chết. Khí hậu nóng là tự nhiên dân chúng khổ à. Giờ nè, mua bán thì sợ nhờ dân bằng nông. Rồi tới chừng bằng nông đó, rồi măng không được, rồi tiền đâu mà mua. Phải không? Thì tới mua bán khổ sao. Đó. Bây giờ mấy hàng giàu, mấy hàng tỷ phú thì nó nghèo. Rồi dân nghèo thì thất nghiệp. Đó. Thấy không? Đi từ từ. Mình phải biết từ này kia là toàn cầu. Bây giờ cái khủng hoảng toàn cầu về kinh tế đó, mình phải coi thì sự cái đó đó. Cái đó là giảng nói là phải toàn cầu. Nếu mà thầy nói là đúng đen là toàn cầu chịu hết. Không có ông nào mà không chịu hết. Bạn còn bậy quậy qua là giặt đất lắc. Ủa mấy nhà nước bắt mày vỗ miệng mày giặt đất lắc. Thiên cơ nào mà nói mấy cái đó. Cơ không có nói ba vụ đó đâu. Nó là toàn cầu không. Đó, bây giờ coi thời sự coi có phải không, thế giới mình đang kinh tế sụp đổ toàn cầu phải không? Cái đó thầy nói thiệt luôn đó. Rồi bắt đầu tới đói, nghèo rồi tới đói. Lý do gì đói? Đủ thứ phương diện đói nè. Thứ nhất là hạn hán, nắng thủy triều lên xuống đó. Mình phải biết chứ, bộ không biết rồi bây giờ nè. Rồi bây giờ nắng nè, khí hậu nóng nè, rồi nước biển đồ này kia. Rồi bắt đầu mới sanh ra đói, làm không được, có ruộng mà nắng rồi dục giống xuống còn không? Thấy không? Đói, nghèo rồi tới đói. Đó, rồi bắt đầu đưa vào á, thầy mới ấy rồi mình phải coi rồi giặt giả gì toàn thế giới là
không phải riêng một nước nào chứ. Tới chừng cái màn cái lớp mà khổ toàn cầu lận, không có đi nghiêu nhau gì được đâu, tới đó đi. Giờ nghèo rồi tới màn đói, màn nghèo rồi mới tới màn đói. Mình phải coi nói gì vậy. Thầy nói là chung toàn cầu, phải riêng. Thấy người ta sập nhà cái đổ qua câu giảng, rồi thấy người ta gì cái đổ qua câu giảng. Quậy qua lên nó giặt ở Đắk Lắk. Giặt cái đâu mà giặt mà giặt. Mấy thằng quỷ ngu, mấy dân tộc đó, nó ngu. Nghe lời mướn nó đó, mướn nó làm đó. Mướn bắt trơn rồi nhà nước bắt trơn. Nói chừng mà có giặt rồi toàn cầu này rồi cho mà ngồi đó lên tiếp. Ngồi đó tầm sàm bảy lát, mình lo mà chết đó.